Bị cholesterol cao có nghĩa là có quá nhiều mỡ trong máu. Điều này rất nguy hại vì dần dần chất này có thể tích tụ trong mạch máu, gây ra đau tim và đột quỵ. Cholesterol là một thành phần của lipid máu, có vai trò quan trọng trong hoạt động của tế bào sợi thần kinh và sản xuất hormone, giúp cho cơ thể hoạt động bình thường và khỏe mạnh. Cholesterol có hai loại chính là LDL, hay còn được biết đến là cholesterol xấu, và HDL, hay được gọi là cholesterol tốt. Nếu hàm lượng cholesterol xấu LDL tăng cao trong thời gian dài, sẽ dẫn đến hiện tượng lắng đọng mỡ ở thành mạch máu, gây xơ vỡ động mạch. Các mảng xơ vỡ động mạch này sẽ gây hẹp hoặc tắc mạch máu, nặng hơn có thể gây vỡ mạch máu đột ngột, gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, bệnh mạch vành ngoại biên, tăng huyết áp. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến cho mức cholesterol tăng cao là do chế độ ăn uống thiếu lành mạnh. Bên cạnh những thực phẩm có hại thì cũng có những thực phẩm rất tốt để làm giảm mức cholesterol xuống. Chế độ ăn uống có tác động mạnh mẽ đến lượng cholesterol trong cơ thể và cải thiện các yếu tố nguy cơ khác gây ra bệnh tim. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại thực phẩm giàu chất xơ, chẳng hạn như nấm hay yến mạch, khi được thêm vào chế độ ăn uống có thể giúp làm giảm mức cholesterol. Cả nấm và yến mạch đều chứa một loại chất xơ hòa tan rất có lợi, được gọi là beta-glucan. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng và xơ vữa động mạch đã phát hiện ra rằng những người ăn 3 gram beta-glucan mỗi ngày sẽ giảm được 8 mg trên decilit cholesterol xấu. Nghiên cứu đã kết luận tiêu thụ beta-glucan làm giảm đáng kể mức cholesterol toàn phần và cả mức cholesterol xấu ở người bị mỡ máu cao. Năm 2016, một nghiên cứu trên động vật được đăng trên tạp chí nghiên cứu về dinh dưỡng Journal of Nutrition cũng đã cho thấy ăn nấm đông cô thường xuyên có tác dụng làm giảm cholesterol. Ở một thử nghiệm khác, khi ăn súp chứa 30 g nấm bào ngư khô trong 21 ngày giúp giảm lượng chất béo trung tính, cholesterol toàn phần và mức cholesterol xấu LDL. Hơn nữa, một đánh giá vào năm 2020 về 8 nghiên cứu cũng cho thấy nấm bào ngư giúp giảm lượng đường trong máu, chất béo trung tính, huyết áp, mức insulin và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.